khi vào viện 2 tiếng, trẻ liên tục có các biểu hiện buồn chồn, hoảng hốt, giật lưỡi và gồng cứng người. Khi nhập viện, các biểu hiện lâm sàng của bệnh nhi ngày càng tăng lên, co giật, cứng miệng lưỡi, co cứng cơ vùng mặt, cứng cổ, cứng chân tay, người ưỡn cong. Qua thăm khám, các bác sĩ nghi ngờ trẻ đã bị ngộ độc. Theo lời kể của người thân, một ngày trước, bệnh nhi có sang nhà người thân chơi. Trong gia đình có người đang điều trị bệnh lý tâm thần bằng thuốc haloperidol 1,5mg và bệnh nhi có ăn nhầm 5 viên thuốc này, tổng liều bệnh nhi uống là 7,5mg. Bệnh nhi được chẩn đoán ngộ độc thuốc haloperidol, có chỉ định điều trị cấp cứu bằng truyền dịch lợi tiểu, thuốc đối kháng haloperidol. Sau 2 ngày theo dõi chăm sóc điều trị tích cực, sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định và ra viện. Trước đó, thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh, Bệnh viện cũng đã vừa cấp cứu kịp thời cho hai bệnh nhi bị ngộ độc methadone, loại thuốc dành cho những người ca nghiện ma túy. Bệnh nhi là NVH, sinh năm 2018, và chị gái là NTNA, sinh năm 2014. Bệnh nhi H nhập viện trong tình trạng lơ mơ, thở ức chế, đồng tử co, phản xạ ánh sáng yếu, còn bệnh nhi A tỉnh buồn nôn và nôn nhiều lần, có dấu hiệu mất nước. Theo thông tin từ phía người nhà bệnh nhi, sáng cùng ngày nhập viện, hai bệnh nhi nhặt được chai C2 trong có chứa nước màu hồng, mùi thơm, tưởng siro nên cả hai đã cùng uống một nắp chai khoảng 5ml. Khoảng 30 phút sau, hai bệnh nhi có dấu hiệu buồn nôn, nôn nhiều. Dương bệnh nhi hát lơ mơ, gọi hỏi không trả lời nên được gia đình đưa đi vào bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh để cấp cứu. Tại khoa hồi sức tích cực, bệnh nhi được chẩn đoán hôn mê, theo dõi ngộ độc methadone và được xử trí kịp thời cấp cứu oxy, rửa dạ dày, dùng thuốc giải độc chuyển dịch. Bài niệu tích cực qua đường nước tiểu. Sau khi được giải độc và điều trị tích cực, bệnh nhi H đã tỉnh, tự thở được. Gọi hỏi có đáp ứng, bệnh nhi A đã đỡ nôn, dấu hiệu mất nước đã cải thiện. Sau 3 ngày điều trị tích cực, hai bệnh nhi sức khỏe đã ổn định. Bệnh viện cũng đã gửi hai mẫu nước tiểu của bệnh nhi cùng dung dịch màu hồng nghi ngờ chất độc đến trung tâm kiểm định trung ương để làm xét nghiệm. Kết quả ba mẫu bệnh phẩm đều dương tính với methadone để phòng ngừa các tai nạn cho trẻ em trong sinh hoạt hàng ngày đặc biệt là uống nhầm hoặc ăn nhầm các chất độc thuốc cha mẹ cần bảo quản thuốc để tránh xa tầm với của trẻ em và thường xuyên giám sát với trẻ lớn trong độ tuổi mẫu giáo hoặc lớn hơn cần giáo dục và hướng dẫn trẻ các kỹ năng sống